Vâng, lại chia sẻ cho các bác một cái cách quấn keo xẻo nhá. Đây hai anh em đánh được mấy chục con, bây lại quấn lại. Đây các bác nhá. Xẻ này thì xẻ này nó không dính cần rồi, đảm bảo các bác này rất là ok luôn, đánh trời mát. Ấy à, trên là bìm bìm kêu to thế. Ấy à, nhiều ấy nhỉ. Đây các bác nhá, hai anh em đi bẫy chim sẻ nhưng mà lên cái rừng đập đá ong này. Chiều nay đi bẫy chim sẻ, à, bẫy bìm bìm được. Được, quá ngon. Keo trời mát các bác. Đây keo trời mát, đánh trời mát thôi. Thế còn nếu mà các bác mà đánh trời nắng thì lại phải dùng keo chịu nhiệt. Dạo này chim sẻ khôn quá, đi đánh vất vả. Đông người đấy. Không kiếm được nhiều. Keo này trời nắng thì 100%, trời này thì nó cũng không được ấy mấy. Bởi đó là hàng keo chịu nhiệt đấy. Keo chịu nhiệt thì phải đánh trời nắng. Ngoài đánh hiệu quả không cao. Một lần mình đã ấy rồi mình không phải kéo đâu. Chỉ kéo ra một hai cái này cho nó đều đều keo, cho nó lẫn lông lẫn điếc vào. Mình quấn bởi vì mình đã kéo sáng. Hai bên em cung cấp đầy đủ các nhá. Đấy xào. Xào cần trên cần dưới, xào inox 100% xào chế. Keo. Loa chế. Âm thanh, sắc âm thanh các kiểu. Quấn thì đơn giản thôi nhá. Đấy quấn cứ thế này thôi, kéo ra quấn thôi. Quấn lại cho nó dẻo keo đằng này, chim nó đỡ nhìn nó đỡ trợn lông. Mấy đồ. Đây các bác nhá, đây vải thiều. Ở dưới này toàn vải thôi. Chim keo. Quay bên này, quay sang bên này nữa. Đây, quay cảnh các bác nhá, đây, cảnh này. Đây các bác nào ở Bắc Giang có thể lên cái đập đá, đập cầu rẽ này câu cá không nhá. Đấy. Rất là rộng luôn. Đây ở bên này em cho các bác xem mấy cái thợ câu cá đang ngồi đây. Đây. Đây mấy lão câu cá ngồi đây. Đấy. Đây đang ngồi chỗ này câu cá các bác nhá. Đấy. Bên này có một ông để xe máy. Đây. Cảnh rừng rất là đẹp. Trên này rất nhiều bìm bìm, chứng tỏ đập đập cầu rẽ này lắm bìm bìm quê. Còn nhu cầu ngâm bìm bìm nha, alo chứ. Tôi mình số điện thoại mình toàn công công cho mấy ông trên đấy, mấy ông trên mẹ trên giáo gì. Ừ. Lũ. À, cứ điện đập đến bánh. Xuống. Ôi rồi, có tiêu thụ bìm bìm được không? Không ngọt tôi nhiều bẫy đấy phải có bao nhiêu tiêu thụ hết phải không? Ở vâng, như cháu đang ở trong Lâm Đồng, trong Đà Lạt, trong chỗ nọ chỗ kia. Không về được. Không có nhà, không làm gì rồi. Thế mấy anh ấy lại bảo là có bao nhiêu cứ cho số điện thoại. Cầm điện này cứ lừa dối người ta là chết. Cho thằng số của mình. Mấy thằng kia cho toàn công công. Vâng, cháu cũng có mà thôi. Cháu không có nhà, không làm việc rồi. Đây đã quấn xong một cần rồi nhá. Quấn sang quần dưới và cần trên nữa. Các bác nhá, nếu đã quấn một lần rồi mình không cần nhào kỹ đâu. Đỡ mất công. Chỉ kéo này thành một cái vết của nó này xong rồi xoắn này. Thế là ok. Ở lên trên này lấy cây mát gan, tăng men gan tí nữa đi cùng. Ừ. Về phải phơi nước không? Phơi đi. Phơi ngâm rượu nấu. Đây là uống nước. Uống nước. Ừ. Men gan cao uống tốt lắm. Ừ. Thuốc nam ấy. Ừ. Thì sáng giờ mới được một kèo các bạn.
năm nay bây giờ khó khăn. Thợ đi đông lắm, các bác em và các bác nào thợ đánh sướng. Mình có làm video được các bác cho sướng. Các bác nào xa thì nhiều thì xin ở trước thì còn kiếm ăn được chứ. Quê em giờ hết rồi. Làm mấy video chia sẻ các bác là mới chơi cái keo loa đài độ lại loa liếc như này. Đẹp loa thì thế này rồi các bác. Đây loa này em độ độ từ lâu rồi. Từ năm ngoái kia quỳ 93 kia đấy, từ lúc đi đánh lẫn tiếng bọn kia phát chơi loại này biết thằng dùng, biết anh dùng loại này. Mấy thằng ấy câu cá được con nào vậy? Biết sao hỏi. Cột lại chỗ nó xếp cuối chỗ nó vòng vòng. Của thì đánh đậu lâm đấy chị thôi đâu là có đậu đánh phát 40 con. Ừ. Chả vô về cái kép này. À, 30 thì 3 con nọ đã. Chặt kín sào. Cân chặt hết. Còn lại bỗ chân kia. Cái ra này lại chuyển đâu. Mà có. Này bây giờ chị mới đi ngủ hết rồi. Đây con chim mồi. Đấy đồ nghề của các bác ơi, đồ nghề đi vẫy chim sẻ. Ok xong chưa? Ok, kết thúc video đây các bác nhá. Chia sẻ cho các bác. Chúng ta cuốn vào đây. Để em quay một cái cảnh quay trên này nữa.